Cùng với hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022, hòa chung sự nghiệp đổi mới của đất nước và sau 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng 1992-2022, công tác thu ngân sách của tỉnh Sóc Trăng luôn hoàn thành với số thu năm sau cao hơn năm trước, và đến năm 2021, tổng thu đạt 4.238 tỷ đồng, tăng hơn 100 lần so với năm đầu tái lập tỉnh, đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà thời gian qua. Năm 1992, khi mới tái lập tỉnh Sóc Trăng còn là một tỉnh nghèo, có trên 64% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người rất thấp. Thống kê năm 1995, số doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước chỉ có 297 doanh nghiệp, đều có quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, vì vậy mức thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chỉ đạt hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành thuế tỉnh và sự đồng thuận phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nên tỉnh Sóc Trăng thực hiện được nhiều giải pháp để khai thác tốt nguồn thu. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, năm sau tăng so với năm trước, với tốc độ tăng bình quân hàng năm là trên 17%, từng bước đáp ứng tốt một phần nhu cầu chi. Đến năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt mức 4.238 tỷ đồng. Kết quả nổi bật là thu ngân sách năm 2012 là 1.210 tỷ đồng, bằng là 26,8 lần so với những năm đầu mới thành lập. Đến giai đoạn 2012-2021, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước hết sức khó khăn, rồi tác động của thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, nhất là trong tình trạng xâm nhập mặn, rồi đại dịch Covid-19 vân vân. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực phấn đấu không ngừng, ngành thuế Sóc Trăng liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được Trung ương và tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Luật quản lý thuế chính thức có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2007 đã đánh dấu một bước đổi mới cho ngành thuế về cải cách hệ thống thuế, làm cho nhận thức của người dân, doanh nghiệp về nghĩa vụ nộp thuế ngày càng nâng cao. Bằng nguồn thu ngân sách, tỉnh đã đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội và đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư. Chính từ đó mà số doanh nghiệp trong và ngoài nước trên các lĩnh vực đến đầu tư tại Sóc Trăng ngày càng tăng. Hiện đã có 2.526 doanh nghiệp tạo cho Sóc Trăng có nguồn thu ngày càng cao. Ngành thuế Sóc Trăng đã áp dụng đa kênh tuyên truyền về các chính sách thuế, triển khai hiệu quả chiến lược cải cách hệ thống thuế như cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ mới trong kê khai, thu và quản lý thuế. Việc ứng dụng khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đã giúp cho cơ quan thuế, doanh nghiệp và các ngân hàng giảm thời gian thực hiện thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội, đặc biệt đã góp phần công khai minh bạch thông tin cho người nộp thuế. Sau khi chuyển qua 4.0 và 5.0 thì tới giờ này thì về ngành thuế và đối với doanh nghiệp rất là ổn định. Về cái phần mà ví dụ như chuyển thuế rồi báo cáo, tất cả đều là online hoặc là trên mạng hết, thì cái đó rất là tiện cho những người mà như chúng tôi là nộp thuế. Tôi đang mở rộng theo một cái là điểm du lịch của Tân Hồ Diên hiện giờ đang nằm trên cái ngõ vô tỉnh Sóc Trăng, đó là trên mặt lộ huyện Châu Thành của tỉnh Sóc Trăng, đó là cái liên quan Bảo Tháp. Thì chúng tôi dự kiến thì 2023 chúng sẽ đưa vô hoạt động. Thì tôi thấy là năm 1992 thì thực sự Sóc Trăng so với tới thời điểm này thì Sóc Trăng phát triển rất là nhiều và tốt hơn, và nhất là đô thị đẹp ra. Cũng như vừa qua tôi thấy những cái cầu, những cái đường phố, những cái gì đô thị rất là thanh trang cho đến giờ phút này. Là nộp thuế cho cái ngân sách của địa phương thì rất là cao so với các đơn vị trong tỉnh, là mỗi năm chúng tôi nộp vào khoảng là 180 tỷ cho tỉnh. Là thực hiện được cái vòng nộp thuế mà được nhanh lẹ, là hiệu quả gọn gàng, thì là cục thuế của Sóc Trăng là giúp cho tôi rất nhiều. Trong đó là để thực hiện là vấn đề là kê thuế nè, là qua mạng nè, rồi vấn đề là nộp thuế qua mạng nè. Bechulmet của chúng tôi đảm bảo là vấn đề là cung ứng đầy đủ cho người dân trong quá trình sản xuất cũng như vấn đề tiêu dùng, để làm sao bình ổn được thị trường, làm cho sao cho tỉnh ta là có nguồn nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất.
Trong quá trình hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, ngành thuế Sóc Trăng quyết tâm triển khai thực hiện tốt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 như đổi mới đồng bộ hệ thống chính sách thuế để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó đảm bảo tính ổn định bền vững của quy mô nguồn lực. Về triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, thì Cục Thuế đã tiếp tục tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và công tác quản lý thuế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm mục tiêu phát triển, rồi tăng cường các biện pháp quản lý thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, rồi thực hiện chủ động khai thác nguồn thu, chống thất thu theo quy định của pháp luật, rồi tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để doanh nghiệp phát triển, đóng góp số thu cho ngân sách. Phát huy thành tích đạt được trong 30 năm qua, ngành thuế Sóc Trăng quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 14 đã đề ra.